Cho bà con đồng bào cao nguyên đá Hà Giang, con đường thể hiện sức mạnh của con người trước thiên nhiên, và ngày nay nó còn nối dài giấc mơ của tuổi trẻ, là nhịp cầu nối đưa du khách bốn phương cùng bạn bè quốc tế đến với Hà Giang. Còn ngay lúc này thì Quang Vinh xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng những vượt thủ khám phá Hà Giang. Alo, đang ở trong số được mình không ai này. Mây bay trên Hà Giang, anh ngước lên thăng cầu trời, nhìn về bên phía núi đôi mang lại cho anh niềm vui. Một ngang nắng, một ngang bạc, một ngang ngô xanh giữa lưng đồi, ngẩn ngơ váy, ngẩn ngơ áo, ngẩn ngơ mắt em cười trong mây trời. Đi lên trên chợ phiên xem người ta ăn thắng phố, người mùi thơm men rượu ngô thơm bay sang cả quần áo. Ai đi chơi Hà Giang hãy một lần lên Lũng Cú, dùng lời bên cương vào tim, nhìn lên sắc đỏ màu cờ sang khâu vai mộng mơ thạo hồn vào mây cung đá. Trộm nhìn bao em đẹp xinh váy xòe bước xuống chợ tình, nghe cái kể chuyện xưa chàng ba đắm say nàng út, đẹp tượng tiên trên trời cao số nhân gian vỡ lên cuộc tình. Vật thơ đã tìm em, nắm tay em một lần thật chặt, để lại bên anh được không, anh mất em xưa anh mất rồi.
tay bên đỉnh núi cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lăng lăng trên tầm mây, nghe lời ca hút ai cũng đi đâu xa. Nắng lên mà trường vô cùng một hơi bất tay khi ca. Lăng lăng trên tầm mây, nghe lời ca em thêm ngàn say. Và các nghệ sĩ đã thể hiện rất thành công ca khúc Men Say của cố nhạc sĩ Trần Lập. Thưa quý vị, Hà Giang, Men Say lời ca vút bay cùng tiếng sáo. Hà Giang, mây vờn trên tay, mùi hương rừng rất lớn. Hà Giang, tiếng khèn lạnh lót, rượu ngô mềm môi níu chân khách miền xuôi. Và tất cả những giai điệu ma mị đầy cám dỗ của Men Say như một thứ bùa mê dẫn lối du khách về với Hà Giang, về với hương rừng gió núi, về với vùng đất đầy huyền tích và dấu ấn lịch sử với biết bao điều kỳ thú và hấp dẫn. Thưa quý vị, Men Say luôn ám ảnh ta, luôn thiêu đốt trong ta lời hẹn khâu vai, thôi thúc ta trở về vùng đất mà lịch sử và con người đã để lại một địa tầng di sản văn hóa vô cùng phong phú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phương xa hoa cảnh vàng đắm đuối, không vai mùa hò hẹn cùng người xưa. Đêm trăng nóng ta vẫy ai xoay tròn để tình ai nhặt anh sao rơi. Và đông sang gió tràn cao nguyên đá, khi sang mùa bao tha nó mát hương. Ông bay theo hương gió hay hương tình, tạo mặt thương mật đá cao. Nah.
em luôn đẹp xinh, để anh đắm đuối chuyện tình ta. Đời sau luôn đẹp sâu, mặt trời chiều sáng lời hẹn đưa. Đã vòng vang bàn chân thời gian đi trên đá. Đã vòng xuống mỹ xuôi, gọi nước về khơi, nhân gian ngàn đời hát lời. Đã trầm tĩnh ngã xưa, dồn vang ngày nay, theo chân truyền tình đời. Muôn đời sau theo chân đã về đã ơi. Ngàn đời em đẹp xinh, để anh đắm đuối miệng cười như hoa. Ngàn đời câu tình ca đẹp mình mãi mãi tình non ơi. Ngàn đời miền đã hát câu tình ca vọng vang đời sau. Ngàn đời miền đã hát câu tình ca vọng vang muôn đời. Chúng ta và sau đây xin mời các
nghệ sĩ đã tham gia trong chương trình cùng quay trở lại, gửi lời chào đến toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, quý bà con nhân dân, du khách bốn phương, bạn bè quốc tế đã về dự lễ hội 100 năm trở tình không vai, cùng với lễ công bố bằng tái công nhận công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Xin trân trọng kính mời và cho phép công viên một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị đã đến với chương trình hôm nay. Vâng, và thưa quý vị thân mến, ngay lúc này xin phép được khép lại tất cả những điều đáng nhớ của mùa không vai 2019. Xin hẹn gặp lại tất cả quý khán giả, du khách thập phương vào mùa 2020. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí lãnh đạo lên sân khấu chụp ảnh cùng các nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Chúng ta cùng nghe lại những khoảnh khắc thật tuyệt vời ở trên sân khấu với các nghệ sĩ ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời. Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương, có đường đi chân mây lên tới cổng trời. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Khắp vùng cao giờ đang thay đổi mới, những nhà máy đài phát tiếng còi tầm, tiếng nhạc lửa. Và sau đây chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể ekip thực hiện chương trình, một phần âm thanh ánh sáng kỹ thuật, các biên đạo, các nhạc sĩ. Xin mời tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Tú, đạo diễn Phan Bảo. Xin mời các biên đạo múa, xin mời tất cả các bộ phận đã thi công chương trình ngày hôm nay với gần 200 con người để thực hiện một chương trình tuyệt vời như thế này. Xin mời tất cả mọi người cùng trở lại sân khấu để cùng chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo và toàn thể diễn viên đang có mặt trong chương trình.